với 30 con bò sữa mua được từ chính tập đoàn TH. Anh Trần Huy Rin đang rất lạc quan về tương lai tươi sáng của gia đình, nhất là khi trong quá trình chăn nuôi, anh luôn nhận được sự hỗ trợ giúp đỡ thiết thực từ cả chính quyền địa phương lẫn phía doanh nghiệp. Địa phương đã cho đi học tập rất nhiều nơi, cho đi nhiều hội thảo, đi tham quan, đi nhiều nơi như ở Đơn Dương, ở Đà Lạt, ở Củ Chi, rồi đưa ra tới trang trại bò sữa của TH ở ngoài Nghệ An nữa, là cũng tham gia nhiều lớp tập huấn khác nhau, rồi đầu anh em hướng dẫn kỹ thuật xây dựng chuồng trại, rồi nhiều thứ khác nữa. Trước khi đưa đàn bò về thì chúng tôi cũng rất là lo lắng vì các hộ thì chưa có kinh nghiệm trong cái công tác chăn nuôi bò sữa, nhưng đó cũng chính là một cái điểm mạnh mà chúng tôi có thể truyền tải được hết những cái kinh nghiệm mà tập đoàn đã trải qua. Ngoài cái việc mà đã lĩnh hội được các kiến thức thì cái việc áp dụng, nông dân ở đây cũng rất là sáng tạo, bà con đã thực hiện triển khai các cái công thức dinh dưỡng mà chúng tôi giao cho bà con một cách rất là chính xác, đầy đủ. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử phát triển tập đoàn TH chủ động xuất bò giống cho các nông hộ thay vì chỉ sản xuất trong các trang trại tập trung. Đây là phải nói là một cái kế hoạch và cái chương trình là mới và chuyển đổi cái tư duy sản xuất từ sản xuất bò thịt quảng canh sang sản xuất chăn nuôi bò sữa là thâm canh áp dụng khoa học kỹ thuật và sẽ nâng cao hiệu quả cho cái ngành chăn nuôi của huyện. Theo đề án thì đến năm 2025 sẽ có khoảng 2.800 đến 3.000 con bò sữa và đến năm 2030 là 8.000 đến 10.000 con được tập đoàn TH chuyển giao cho người chăn nuôi, được hỗ trợ kinh phí mua bò giống chất lượng cũng như cam kết thu mua toàn bộ sữa, nên mô hình liên kết chăn nuôi bò sữa với tập đoàn TH đang được kỳ vọng trở thành mô hình làm giàu cho bà con nông dân tại tỉnh Lâm Đồng trong thời gian tới.